Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự ngày 24 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự về phía tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc, Hội Nhà báo tỉnh. Báo cáo về tình hình công tác báo chí năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, trong năm 2022, thông tin trên báo chí đã thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, chủ động, kịp thời, đạt hiệu quả trong tuyên truyền về những vấn đề sự kiện quan trọng của đất nước, góp phần tạo đồng thuận trong xã hội. Về cơ bản, các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, bám sát được mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, tạo niềm tin giữa nhân dân với Đảng. Năm 2022, báo chí đã góp phần quan trọng trong việc đưa nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 vào cuộc sống. Năm 2022 cũng là năm đặc biệt khi báo chí đã phát huy vai trò quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng và tiêu cực, thể hiện rõ vai trò giám sát và phản biện xã hội. Ngoài những kết quả nổi bật trên, hoạt động báo chí trong năm cũng còn một số tồn tại hạn chế như tình trạng bao hóa tạp chí chưa được xử lý triệt để, gây hiểu nhầm trong dư luận. Nhiều cơ quan báo chí vẫn hoạt động chưa đúng tôn chỉ mục đích. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, báo chí tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền tư tưởng đường lối của Đảng và của Nhà nước. Các cơ quan báo chí cần phối hợp chặt chẽ với Hội Nhà báo nhằm tạo sự thống nhất lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí, thực hiện tốt vai trò báo chí cách mạng, xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Trong thời gian tới, cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi một số quy định của Đảng trong chỉ đạo, quản lý báo chí cho phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cũng trong chiều nay, đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc, Hội Nhà báo tỉnh dự hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội huyện Lập Thạch tổ chức chương trình trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Hưởng ứng lời kêu gọi phát động chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Lập Thạch đã nhận được sự chia sẻ, chung tay của 5 đơn vị là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh huyện Lập Thạch, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lập Thạch, Công ty trách nhiệm hữu hạn WFKK Việt Nam, Phòng khám đa khoa Tâm Đức Lập Thạch, Phòng khám đa khoa Phúc Lợi 108 Lập Thạch. Các đơn vị đã tặng 48 sổ bảo hiểm xã hội, 197 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lập Thạch. Toàn bộ số tiền ủng hộ của 5 đơn vị đã được chuyển trực tiếp vào quỹ bảo hiểm xã hội và được in thành những tấm thẻ vàng, những cuốn sổ bạc để trao tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Lập Thạch mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay của các quý cơ quan đơn vị và nhiều tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm khác trong những chương trình vì an sinh xã hội do ngành bảo hiểm xã hội tổ chức. Thưa quý vị và các bạn, tư tưởng lấy dân làm gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng công việc của Đảng và Nhà nước. Người luôn căn dặn phải gần dân, hiểu dân, trọng dân, học dân. Thấm nhuần lời dạy của Bác, thời gian qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lập Thạch đã vận dụng sáng tạo lời dạy của Bác để tạo nên thế và lực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Không còn những cánh đồng thửa ruộng manh mún, những bãi đất bỏ hoang, mà thay vào đó là những cánh đồng phẳng phiu với những tuyến đường giao thông nội đồng chạy tới chân ruộng, hình thành những vùng chuyên canh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, tăng thu nhập cho nhân dân. Đây là những thành quả sau khi thôn Đại Lữ thực hiện thành công việc dồn thửa đổi ruộng, và thành công đó có được chính là nhờ sự vận dụng sáng tạo tư tưởng trọng dân của Bác. Tất cả những cái tồn tại mà có thể khó khăn nhất được xác định là quyền lợi của bà con cũng như tư tưởng bà con lo ngại, nhưng mà khi đã đồng thuận thì chúng tôi mới xác định là dễ vạn lần không dễ chịu, khó vạn lần dễ liệu ông xong. Thì đấy là cũng là một cái câu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy
và chúng tôi quyết tâm làm được đó. Và sau khi đồng thuận thì chúng tôi tổ chức một cách sáng tạo, linh hoạt, hết sức sáng tạo, linh hoạt. Bởi vì cái việc này nó khó, động chạm quyền lợi bà con cho nên là hết sức linh hoạt trong vấn đề tổ chức thực hiện. Thế từ đó thì được bà con nhân dân đồng thuận. Với Đảng bộ xã Đồng Ích, vai trò của nhân dân không chỉ được phát huy trong công tác dồn thửa đổi ruộng, mà mọi nhiệm vụ chính trị đều được phát động thành các phong trào thi đua và triển khai thực hiện một cách công khai, dân chủ với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Nhờ đó, dù việc khó đến đâu cũng dần được tháo gỡ. Qua việc học tập và làm theo Bác đã đem lại những kết quả thiết thực. Trong những năm qua, trên địa bàn xã Đồng Ích thì về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội là các mặt đều được phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Ủy ban nhân dân. Đặc biệt là từ khi Đồng Ích được chọn làm điểm về công tác dồn đổi ruộng, qua tuyên truyền, vận động nhân dân thì được nhân dân ủng hộ rất là cao. Đặc biệt, việc phát huy sức mạnh của nhân dân theo tư tưởng của Bác đã được huyện Lập Thạch vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo, để lại nhiều dấu ấn rõ nét thông qua phong trào xây dựng nông thôn mới và hiện nay là xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu. Trong cái công cuộc xây dựng nông thôn mới, đặc biệt ở xã Thái Hòa được xây dựng nông thôn mới nâng cao và thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, để phát huy cái vai trò của người đảng viên thì các chi bộ thì cũng đã triển khai thực hiện cái nghị quyết của Đảng ủy về cái công tác xây dựng nông thôn mới. Thế thì từ đó là các chi bộ triển khai đến từng đảng viên. Thế những đảng viên là những người gương mẫu đi đầu trong cái lĩnh vực công tác xây dựng nông thôn mới, từ đó để tuyên truyền vận động nhân dân cùng hưởng ứng thực hiện. Cho đến bây giờ thì Thái Hòa cũng đã đạt được cái tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao của năm 2021 và một thôn là đạt được cái thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thành công từ việc lấy dân làm gốc trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua ở huyện Lập Thạch không chỉ một lần nữa khẳng định trong mọi trường hợp tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò, sức mạnh của nhân dân và tư tưởng lấy dân làm gốc đều đúng. Nhân dân là yếu tố quyết định sự thành bại của cách mạng trong mọi thời kỳ. Trong những năm qua, cùng với không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình giảng dạy, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp cũng như người sử dụng lao động, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc còn nhận đào tạo hàng trăm lưu học sinh các tỉnh phía Bắc của nước bạn Lào, góp phần tô thắm thêm truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam Lào nói chung và giữa tỉnh Vĩnh Phúc với các tỉnh phía Bắc Lào nói riêng. Đây là buổi tiếp nhận 85 em lưu học sinh 6 tỉnh phía Bắc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Số học sinh này nằm trong diện được tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ toàn bộ từ ăn ở đến học tập tiếng Việt. Và sau đó, các em sẽ tiếp tục theo học chương trình đại học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải cơ sở tại Vĩnh Phúc và Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc. Tại buổi tiếp nhận và khai giảng khóa học tiếng Việt, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Thể thao 6 tỉnh phía Bắc Lào rất phấn khởi vì đây là sự quan tâm giúp đỡ đặc biệt của tỉnh Vĩnh Phúc dành cho các bạn lưu học sinh Lào. Hôm nay là lần đầu tiên tôi được đến Vĩnh Phúc. Chúng tôi rất biết ơn đến sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc đã dành cho đoàn, cũng như con em học sinh Lào. Chúng tôi được biết Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc đã có nhiều kinh nghiệm trong việc đào tạo lưu học sinh Lào. Học sinh được đào tạo ở Vĩnh Phúc trở về quê hương, phát huy rất tốt khả năng của mình, góp phần không nhỏ để xây dựng đất nước Lào. Tôi mong muốn tỉnh Vĩnh Phúc nghiên cứu tạo điều kiện nhiều hơn nữa để tăng số lượng hỗ trợ giúp nhiều học sinh Lào được sang Vĩnh Phúc học tập và rèn luyện. Vài năm trở lại đây, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc đã đào tạo hàng trăm lưu học sinh các tỉnh Bắc Lào học tập, rèn luyện và đã tốt nghiệp ra trường, trở về quê hương làm việc rất hiệu quả. Từ năm 2022, mỗi năm tỉnh Vĩnh Phúc sẽ hỗ trợ kinh phí đào tạo cho 100 lưu học sinh Lào theo học tiếng Việt do Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc đảm nhiệm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để bố trí lực lượng, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất để làm nào đó để nâng cao chất lượng đào tạo cho các em, để làm sao đó các em ra trường thực hiện được tốt những cái kiến thức đã học được để về sử dụng phát triển kinh tế xã hội của đất nước Lào. Ngay sau khai giảng, các lưu học sinh Lào sẽ được học tiếng Việt trong thời gian 10 tháng. Sau khi tốt nghiệp, số học sinh này sẽ được đăng ký theo nguyện vọng vào học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải và Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc để học chuyên môn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn thôn Gò Dẫu, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên mọc lên một trạm trộn bê tông chưa được cấp phép xây dựng. Với hoạt động sản xuất, vận chuyển bê tông của trạm này đã gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và cuộc sống của các hộ dân sống gần đó, khiến nhân dân rất bức xúc. Theo phản ánh của nhân dân thôn Gò Dẫu, trạm trộn bê tông này đã đi vào hoạt động được một thời gian với nhiều xe bồn, xe chở vật liệu xây dựng cỡ lớn chạy hàng ngày gây bụi bẩn, ô nhiễm môi trường. Không những vậy, những xe này chạy với tốc độ cao trên đường giao thông nông thôn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Bức xúc trước hoạt động của trạm trộn bê tông, nhiều lần người dân đã ra chặn các xe bồn, xe chở vật liệu, không cho đi vào tuyến đường giao thông của thôn. Mặc dù đại diện trạm trộn bê tông đã xuống thôn xin ý kiến của người dân và cam kết thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, nhưng ý kiến người dân cơ bản vẫn chưa đồng thuận. Tôi gần ngay ở đường cái quốc lộ, thế nên là bê tông mà đi qua thì chúng tôi bụi bặm mà nó ẩm ĩ, già ốm đau nằm không yên, lúc nào nó cũng ẩm ra. Mà nay mai chúng tôi sợ là nó ảnh hưởng cái nguồn nước, rồi vỡ đường, rồi con cháu tôi đi học thì ngã, thì tai nạn, thì con cháu nó là vất vả. Cho nên là chúng tôi không nhất trí cho công ty của bê tông đi ở con đường này. Ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của chúng tôi, nào là bụi bặm, nào là ầm ĩ, rồi thì đi lâu ngày thì nát đường, con cháu nhà tôi nó đi ra đấy thì làm sao nó bước lên bước xuống để nó dính tai nạn này. Cho nên là ngay ở trong khu kia cả các ông làm và nó lát đường bây giờ cũng không làm giả, người ta bây giờ lại chạy ra đây thì chúng tôi dứt khoát là chúng tôi không có cho đi qua đây. Các ông mà làm bê tông thì làm đường khác mà đi. Theo nguyện vọng của người dân thì cũng mong muốn rằng là cái quá trình hoạt động và sản xuất của doanh nghiệp làm sao cho nó đảm bảo được cái an toàn vệ sinh môi trường cho thôn xóm và đường xá sạch sẽ, xanh sạch đẹp để cho con em đi học nó đỡ vất vả và tránh những cái tình trạng rủi ro không cần thiết xảy ra. Theo lãnh đạo xã Thiện Kế, trạm trộn bê tông tại thôn Gò Dẫu của công ty cổ phần bê tông Phúc Thành có địa chỉ tại phường Lê Bảo, thành phố Vĩnh Yên. Tuy nhiên, công ty này xây dựng trạm trộn bê tông khi chưa có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũng như chưa có một số hồ sơ pháp lý cần thiết. Với việc công ty cổ phần bê tông Phúc Thành xây dựng trạm trộn bê tông trái phép ảnh hưởng đến khu dân cư, Ủy ban nhân dân xã Thiện Kế đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân huyện Bình Xuyên, đồng thời nhiều lần thông báo yêu cầu công ty dừng hoạt động trạm trộn bê tông trái phép này để hoàn thiện các giấy phép theo quy định. Ủy ban nhân xã cũng đã đề nghị là công ty Phúc Thành là tạm dừng hoạt động, đến đề nghị là khi là công ty có quyết định của Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt thì bắt đầu thì công ty mới vào được hoạt động. Cái thứ hai là trong hoạt động thì là đề nghị công ty cũng là thực hiện theo đúng cam kết với lại nhân dân thôn Gò Dẫu. Cái thứ nhất là về công tác bảo vệ môi trường. Cái thứ hai là khi mà đi trên con đường đấy đó nó phải giảm tốc độ, là tránh tai nạn học sinh và người dân đi trên con đường đó. Và cái tiếp theo là cũng bảo vệ cái đường, cái nước ngầm của nhân dân không ảnh hưởng đến ngầm nước nguồn nước. Thời gian gần đây, xã Thiện Kế là điểm nóng về vi phạm luật đất đai với nhiều cán bộ chủ chốt bị kỷ luật, cách chức liên quan đến sai phạm trong công tác quản lý đất đai. Chính quyền xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên cần có những biện pháp quyết liệt hơn nữa trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm về đất đai, xây dựng, lấy lại niềm tin của nhân dân với Đảng ủy, chính quyền địa phương. Việc ùn tắc giao thông trước cổng trường học vào giờ tan trường không còn là vấn đề mới đối với các nhà trường. Với sự nỗ lực tuyên truyền từ nhà trường và nhận thức của các gia đình trong việc đưa đón con em hàng ngày đã làm thay đổi hình ảnh khu vực cổng trường bớt ùn tắc, hình thành nét đẹp văn hóa trong giáo dục. Trường tiểu học Tam Quan 1, huyện Tam Đảo đã chủ động tuyên truyền qua các cuộc họp để phụ huynh sắp xếp gọn gàng phương tiện, đưa đón con em đúng giờ, tuân thủ sự hướng dẫn, phân luồng của cán bộ giáo viên nhà trường, xếp xe đúng nơi quy định. Có hàng lối, không chen lấn, không để tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra. Các buổi học phụ huynh cũng thông báo cho các phụ huynh biết cái vấn đề an toàn giao thông là rất cần thiết. Đấy, và phụ huynh cũng có ý thức để mà đưa các con đến trường đó, đảm bảo an toàn. Thường xuyên đưa đón cháu đi học hàng ngày, ông Nguyễn Trọng Hòa, thôn Đồng Bùa, xã Tam Quan vẫn luôn ý thức chấp hành an toàn giao thông, để xe đứng chờ đúng nơi quy định, trang bị mũ bảo hiểm cho cả ông và cháu.
lúc đi là phải đúng, thế lúc đến đây cũng phải xếp hàng để cho thông thoáng đường. Đấy, thế các cháu ấy, khi mà đi học ấy là vẫn phải coi cho là ông có mũ thì cháu phải có mũ, chứ không phải là chỉ có ông có mũ mà cháu không có mũ. Đối với trường mầm non thì 100% trẻ đi học đều có gia đình đưa đón hàng ngày. Mặc dù vào giờ tan học nhưng trước cổng trường không còn hình ảnh phụ huynh chen lấn để xe lộn xộn. Từ xe máy, xe đạp đến ô tô được xếp gọn gàng dọc khu vực vỉa hè trước cổng trường. Trực tiếp giáo viên luôn nhắc nhở phụ huynh học sinh xếp hàng ngay ngắn khi ra về, tạo ý thức và thói quen mỗi ngày. Tuyên truyền tới toàn thể các bậc phụ huynh học sinh thực hiện an toàn giao thông trường học, như là đưa đón trẻ đúng giờ, xếp xe đúng nơi quy định, đi theo hướng phân luồng của bảo vệ và thực hiện ký cam kết an toàn giao thông với nhà trường. Ngoài sự chủ động qua các biện pháp như ngoại khóa, chào cờ đầu tuần hay đan xen tuyên truyền an toàn giao thông vào các giờ học, thì công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc theo dõi, nhắc nhở học sinh, sử dụng phương tiện đi lại đảm bảo an toàn, xây dựng nét đẹp văn hóa khi tham gia giao thông. Hướng dẫn cho các em đi đúng làn đường, phần đường quy định và hướng dẫn các em cũng như là kết hợp của phụ huynh là tuyên truyền nhắc nhở các em tham gia giao thông như là đi xe đạp điện, xe máy điện hoặc là khi tham gia giao thông thì các em cần phải đội mũ bảo hiểm. Không ùn tắc, phương tiện để đúng nơi quy định, cổng trường an toàn giao thông đem đến hiệu quả thiết thực. Không chỉ duy trì an toàn cho quá trình đi lại mà hoạt động này đã góp phần giáo dục nề nếp, tác phong, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, mùa đông năm nay đến muộn hơn nhưng không vì thế mà không khí đón lễ Giáng sinh bớt đi phần nhộn nhịp. Trong niềm hân hoan chào đón của đồng bào Công giáo, công tác chuẩn bị cho ngày lễ Giáng sinh đã hoàn tất. Khắp các con phố đến mọi nẻo đường đều lung linh ánh sáng đèn màu, đầu đầu cũng tràn ngập không khí Giáng sinh. Vâng, và không chỉ riêng với đồng bào Công giáo mà ngày lễ Noel giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi người dân Việt Nam. Mời quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi xuống phố để cảm nhận về không khí Giáng sinh đang rộn ràng. Không còn trầm lắng như những năm trước, mùa Giáng sinh năm nay rất đông người dân đã đổ về các nhà thờ lớn để cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh và tận hưởng không khí của mùa Giáng sinh. Khuôn viên nhà thờ Vĩnh Yên được trang hoàng lộng lẫy với nhiều tiểu cảnh như hang đá, tuần lộc hay nổi bật với cây thông Noel khổng lồ, tạo nên một không gian rực rỡ sắc màu, trang nghiêm và ấm áp. Chúng tôi đã phải chuẩn bị rất là lâu rồi. Như quý vị đã thấy là ở đây rất nhiều người cũng đang háo hức để đón chờ đại lễ đó. Có những khâu chuẩn bị như diễn nguyện và những cái ca hát, ca ngợi Thiên Chúa Giáng sinh. Với năm nay thì tâm tình mọi người ai cũng háo hức hơn, bởi vì sao? Khi mà cùng tham dự thánh lễ để tạ ơn Thiên Chúa với rất đông người, nhiều người thì tâm tình của mọi người sẽ rộn ràng hơn. Những ca khúc chào đón Giáng sinh đã bắt đầu vang lên. Những tiết mục biểu diễn ca ngợi Thiên Chúa được bà con giáo dân chuẩn bị để gửi tới mọi người dân trong ngày lễ Noel này. Giáng sinh giờ đây đã không còn là ngày lễ của riêng những người Công giáo, mà đã trở thành một dấu ấn trong nhịp sống của người dân cả nước, là dịp để mọi người trao nhau những lời chúc an lành. Trải qua hai mùa Noel có phần ảm đạm vì ảnh hưởng của dịch bệnh, nên mùa Noel năm nay càng trở nên vui tươi và ý nghĩa hơn. Gia đình tôi hôm nay cùng đi đến đây để hòa cùng không khí ấm áp đón chào Noel. Nói chung là 25 dịch bệnh vừa rồi đấy thì cũng không được đi, nên là cả gia đình đều háo hức. Cái này là tôi cũng không phải là thuộc người tôn giáo nhưng mà cứ đến mong chờ cái ngày này rất là lâu rồi. Mặc dù là thời tiết rất là lạnh nhưng mà cái không khí của Giáng sinh Noel ở nhà thờ xứ này thì rất là đầm ấm. Và cứ mỗi đến tối, đến gần mùa Giáng sinh này thì gia đình chúng tôi cũng ở xung quanh đây đưa cháu chắt sang để hưởng ứng cái mùa Giáng sinh năm nay. Thật là đầm ấm mà là rất là không khí. Không khí nhộn nhịp, vui tươi nhưng đầy ấm áp của một cuộc sống bình thường mới. Một ngày lễ Noel thực sự trọn vẹn. Những dòng người đổ về những nhà thờ, giáo xứ, giáo họ vẫn đông đúc, không phân biệt tôn giáo, cùng nhau cầu nguyện cho một mùa Giáng sinh an lành. Thưa quý vị và các bạn, Nguyễn Văn Long, sinh năm 1977, trú tại Tổ Yên Mỹ 2, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, đang là đối tượng bị lực lượng công an truy bắt vì đã dùng súng chống trả lại lực lượng công an để tẩu thoát.
ngày 23 tháng 12 năm 2022, Công an tỉnh Sơn La phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX-5 biển kiểm soát 30H11209 đang lưu thông trên đường quốc lộ 6 thuộc xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, người lái xe đã không chấp hành mệnh lệnh mà lao xe xuống rãnh thoát nước, sau đó mở cửa xe bỏ chạy, cầm theo một khẩu súng ngắn bắn về phía lực lượng công an để tẩu thoát. Kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 30H11209, lực lượng công an phát hiện có 22 bánh hình khối chữ nhật màu xanh, nghi là heroin, có khối lượng 7.558,13 gram, 17 gói ni lông màu xanh, nghi là ma túy tổng hợp, có khối lượng 16.902,34 gram, cùng một số đồ vật liên quan. Cơ quan công an đề nghị quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa. Nếu phát hiện đối tượng có đặc điểm nhận dạng như trong ảnh hoặc các đối tượng nghi vấn khác, cần cung cấp ngay thông tin cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời bắt giữ đối tượng. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.